Xin chào các bác, hôm nay em lại tiến hành đi tìm cây tự nhiên mà hoang dã. Ui, đây. Đây có một cây dưới. Nhìn qua thì tùm, thế nhưng mà không biết thân pháp này, bệ của nó như thế nào. Để vào xem. Cũng dưới rồi. Đây là gốc đây rồi. Không có gì, không có gì, cái này không đẹp. Rồi đi em đi tìm cái khác thôi. Bao này không biết có mấy cây. Đây xa xa rồi, đây đây cái sung, tí em vào gần em xem. Trong cái bờ rộng này có cái cây gì? À, cây dâm bụt. Đây cái dâm bụt. Cũng đã dâm bụt rồi. Xem đại của nó gốc có thế nào. Không có gì cả. Xấu lắm. Đây không có gì. Đây một cây nữa. Một lần sáu năm làm cây dâm bụt không đẹp, ra mình được cái cây đẹp đẹp tí đánh về chơi. Cái này lá ba gạc, không có gì. Cây dâm bụt nữa nhưng mà em mới rồi, xấu lắm. Quả rộng là nhiều dâm bụt nhưng mà không có cái nào được. Bây giờ em sẽ ra xem cái cây sung ở giáp ao kia nó có đẹp không. Qua thì cũng được, nó lá bà dễ nó chơi hết ra rồi. Cây này làm bonsai khả năng là tự ý các bạn, cây này đánh thì dễ lắm, dễ đánh rồi. Em nhìn sơ sơ nó dễ đánh rồi, vì này nó nở hết đất rồi nó còn độc dễ không mà. Thôi thì hôm nay đánh tạm cây sung này thôi các bạn. Đi tìm mấy cây dưới, mấy cây dâm bụt thế nhưng mà chẳng thế nào được. Cây sung này nhìn
qua dáng thế. Thứ nhất, thứ hai dễ đánh. Là tiến hành em sẽ khai quật cái này lên xem là thân thế của nó như thế nào. Ôi, các bác ơi, cái sun này cắt sơ sơ ra qua nhìn đẹp lắm, kể quái lắm. Cắt mấy cái rễ nào đó luôn. Từ trước giờ đánh mỗi cái này là nhàn nhất các bác. Ôi, nóng này nóng quá. Rồi em cầm cành em rút lên tách mất. Cắt hết cảnh đi thôi. Rồi, xong rồi bạn. Rồi giờ em cho lên xe chở nó về nhà. Vâng, thế là em đã hạ thủ xong em sung. Giờ em tạo dáng cho nó như thế này. Cái này được cái dáng cũng đã lạ các bạn, quái quái thế mà cái này mà thấy mà đâm mà dáng rất lạ các bạn, u cục mặt mũi chân tay hai phết. Quay gần cho các bác xem. Đây em đặt tay lên này. Cái này thân bẹ của nó cũng được. Giờ em chuyển dáng trồng như thế này. Cái này đảm bảo sống cho lên trọng một thời gian ra quả. Cái này hơi ngược sáng thế các bạn. Đây là mặt sau. Này thế mà đi kiếm được cây sung hay phết các bạn. Cỡ được không được cái gì. Được cái bản thân này nó ve. Cơ bản là nó ở giáp bờ ao nên là nó bị sạt là đất nên là nó chơi ra độc rễ, nên là ánh nắng vào là nó có ánh nắng vào nên là bẹ rễ của nó không đen các bác. Các bác nhìn dáng lạ không. Sau này em trồng đúng kiểu này đây này, sau này trồng đây từ đây xuống, từ đây lên là làm bẹ. Cái tay cành này sau này nó lên mình cắt dập lại lần nữa, nhưng mà tạm thời là cứ để như thế này để nó lấy sự sống đã. Dâm phôi sung này cũng dễ dâm, nó không có vấn đề gì này các bạn.